Hello các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đi lượm thịt nha các bạn, đi hái thịt nha các bạn, để tặng cho các bạn nè, uy tín luôn nha các bạn. Mình và mẹ mình đi hái thịt nè. Bây giờ lượm thịt nhá, đứng đứng để lượm thịt nè. Không chạy mong ngon ngon á. Để lượm bỏ đây đủ mà. Rất là nhiều thịt luôn. Đây nè. Đây này, trời ơi, thiếu gì mà. Ôi dạ, bỏ lại đây đủ rồi nè. Trời mô đẹp đẹp ạ. Nhỏ ông được, bắt đang giặt một đứa con nè. Con ạ. Không có to, nhỏ, bắt lươm trẻ nhỏ nhỏ thôi. Nhờ, nhiều lượm chi hết mà chỉ cần 5 phút thôi. Ôi trời này giờ xấu. Ở cái đụng thì con lượm con nữa đấy. Không có đụng nữa đấy rồi, hơi đủ rồi. Vâng anh đây, đây đây. Chờ để mà anh mềm. Chờ để mà anh mềm. Ủa tao. Đây nó rớt cái trống cái xi măng này dập rồi. Cái hôn lượm này. Nhỏ 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 mới dễ thương chứ. Nhỏ nhỏ mới dễ thương chứ. Đi này. Một khang nữa rồi, bỏ đây một khang nữa thôi nha. Bỏ trống. Bỏ một khang đi thôi. Cụ này bị hư rồi à. Thơm. Thơm kia. Bỏ này hàng đi thôi nha. Đấy vậy chứ. Không, nó đỏ bị mềm nó rồi. Không, ngon mà. À, ngon rồi. Bỏ vào đi. Cái này ngon nữa. Ok. Mới tệ chứ. Hả? Đó, đụng lắm. Đụng lắm, mua hay một cải. Mua một cải phải đỏ nữa là đủ cái đỏ thôi. Để chứ cho không đem đi được. Có một trại đẹp ở đây. Trại đẹp không biết. Đi trong. Mở rớt một cái bịch đấy mà rồi. Đây, vừa rớt luôn. Xong. Chứ thì vừa rớt biết liền rồi này. Hơi có dấu nứt rồi. Cái này có dấu nứt. Tìm trại khác. Nhớ lúc nhỏ nhỏ thì ui là lúc nhỏ nhỏ mê thiệt á. Rồi ok, hai trại nữa, hai trại đẹp á. Đây là hai trại thịt nha các bạn, rất là đẹp. Đây là cây thịt. Chẳng hạn đây thì rồi vô, đứa bỏ hạt để như vô luôn á. Để như con mới, mới lượm này mới được, con lượm đẹp lắm. Đẹp hết. Này thành quả. Ok. Như thế nhá. Đẹp thơm, không ngất mùi lắm. Đây sẽ bỏ tủ đi, tủ năm 29 này. Cứ bỏ giả, đã bỏ giả. Rồi đi vô. Đấy, thành quả lượm thì nãy giờ mình lượm mình to tủ nó rất nhiều đó. Vẫn còn rất là nhiều luôn các bạn. Chào, lượm mãi hết. Bạn nào cần, bạn nào thích thì liên hệ mình nhé. Đấy. Nguyên một đống thì bạn nào cần thì thích thì liên hệ mình nhé. Mình sẽ tặng nha các bạn. Cái thì đây là cái thì hơn hơn 200 năm rồi các bạn.
Ừ. Cái thì thi rồng đây luôn. Có thể thi mọi rớt. Đây. Đây là trà thi mọi rớt nha các bạn. Trà thi mọi rớt. Rất là thơm luôn. Rất là thơm và đẹp. Nhìn trà thi rất là đẹp đó các bạn. Rất là thơm và đẹp. Thì rung rải rác đây luôn các bạn ơi. À, đây là thân cho thì à, thì đây đến kia. Wow. Thì rung rải rác rất là đây luôn. Thì rung rải rác đây luôn các bạn. Lúc lúc mình còn nhỏ là thường thường là đã đây đựng cơ một tiếng đồng hồ thôi, là lượm một bao thì lượm một bao thì đem về luôn. Đây thêm một trái đẹp nữa này, à, như thế này là được. Hai trái. Đừng lượm cái to quá. Thôi, bạn. Dạ, người nhỏ thôi. Nhỏ mà là nặng. Dạ đúng. Đúng đúng rồi nội. Để chỗ này. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Ba trái. Miễn phí. Mới ra bông rớt luôn nội. Rớt ba trái. Đừng có hám to lên. Đây, 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 đây. Rất bề hết. Ờ, nhỏ, nhỏ, đẹp. Bá được con nghịch chứ này. Nhỏ, nhỏ, đẹp chứ này. Ừ, đó, đó. Ừ. Con nghịch đang thích lắm. Đấy nữa. Sợ đi vòng là lướm đấy. Đấy nè, đẹp chứ. To được cỡ mà nứt liên, chặt bạch liên. Nặng. Đứt chưa? Cái mô nhỏ đó đẹp. Ừ, cái này... đây nè, cái này đẹp nè, cái thì ní lâu rồi chuối, thì ní á, thì này á, đây đẹp, nó 300 năm đó, 300 năm, thì sao hết cái thân kiểu ấy, 300 năm, chứ không phải cái, ở thì con cũng nghe ông mẹ kể lại là ông mẹ là, thôi ông mẹ là đã có rồi, dạ thôi ông mẹ là đã có rồi mới. Cũng phải là chuyện dài dòng quá mấy đời, đúng không? Có cây. Một là cũng có 80 về bạc 80 cho mấy. Đó. Bây giờ chứ bình thường bình hoàng là... bình hoàng chết sớm hết chứ mua. Đẹp luôn. Có mà. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Ăn uống hồi ăn uống cho chưa khác. Đi nó mới đẻ ra mà đau bệnh. Đó là bệnh cho mua mà. Ừ, mày thấy đẹp hết này. Ừ, đẹp hết. Đấy nè. Em cầm lấy nít. Đó, em cầm lấy nít. Dạ, đưa lại. Thơm ghê á. Thơm ngọt. Giờ mày thấy đẹp đẹp thôi, giờ mày thấy... Thơm lên là mày tìm được vẻ sổ không hết. Ở đây. Người nhỏ mới đẹp. Dạ. Thơm là to bự, bự đó, cuối cùng bắt bể nước hết. Bỏ vào đang nứt. Đang nứt. Ôi. Ôi, lườn thì này rất là đẹp đâu. Đấy. Trời, lườm như thả hồ luôn. Lườm mãi hết luôn. Đấy, thanh quả lượm thì nãy giờ mình lượm mình to chủ nó rất nhiều đó. Vẫn còn rất là nhiều luôn các bạn. Chào, lượm mãi hết. Bà nào cần, bà nào thích thì liên hệ mình nhé. Đấy. Nguyên một đống thì bà nào cần thì thích thì liên hệ mình nhé. Mình sẽ tặng nha các bạn. Ai con lượm bỏ sang một đống đấy rồi. À, bà ai lấy là lấy thôi. Thì con lượm nhỏ thôi, con lượm to mới yên tâm. Đây con lượm sẵn bò một đũa ấy rồi. Đấy. Đẹp luôn thì bảo đẹp. Chưa con lượm nhá, mẹ trẻ nhỏ nhỏ đẹp lượm vò đũa. Từ từ tớ lấy thôi.
Đó, thoải mái, cứng, con không chụp không? Con lừa đẹp mà. Tại mấy năm ta có để ý mình làm lý ta. Bên chị chỗ thằng Ngọc không bằng mũ. Dạ, con lừa nó. Chỗ đó. Đó, đẹp hết, thơm. Ngửi thơm. Anh cho mẹ đi chọc. Thơm phức ấy. Lừa thịt gọn. Ôi, lấy chi mà đứng cho cầm rồi rồi chập rồi mấy anh. Dạ, rồi rồi chập. Chị chào, chúng tôi thử lon cái chị chào đây. Đây, đây nó lườm cho hết nữa.